Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuỗi video review các sản phẩm của Vinmark. Và ngày hôm nay thì mình sẽ lên cho các bạn một chiếc bình xịt điện với dung tích là 20 lít, có model là Dona 20D. Hãy cùng mình khui thùng để xem bên trong này có những gì ạ. Đầu tiên thì mọi người sẽ nhìn thấy chiếc bình này sẽ có màu cam. Ngoài ra thì mình sẽ còn có màu vàng nữa ạ. Dung tích của bình là 20 lít, có cần full. Ở bên trong thì sẽ có dây đeo vai, có một cái túi bag với các loại đầu bag khác nhau, đầu vòi khác nhau, có khóa ống nước, có cục sạc ắc quy, và mình sẽ có một cái cút lọc rác ở đây nữa để tránh được các cái cặn bẩn nó sẽ đi vào buồng bơm làm hư hại đến buồng bơm của chúng ta. Chiếc máy này thì được sử dụng ắc quy 12V nên một lần sạc thì chúng ta sẽ sạc từ 6 đến 8 tiếng và sẽ sử dụng full được khoảng 15 bình, và có đồng hồ điện ở bên dưới. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn thao tác lắp bình. Đầu tiên thì chúng ta sẽ lắp phần dây đeo. Tùy vào cái người sử dụng, người đeo mà chúng ta sẽ điều chỉnh phần dây đeo sao cho phù hợp, sao cho người sử dụng cảm thấy thoải mái cái vai mình nhất có thể. Mọi người sẽ lắp giống như kiểu giống như là mình đeo đeo cặp ấy, đeo đeo ba lô ấy ạ. Lắp như lắp dây đeo ba lô thời đi học. Rất là dễ. Tiếp theo là chúng ta sẽ lắp phần cần phun xịt, mình sẽ lắp cái tay nắm bóp này, lắp cái khóa ống nước, và sau đó thì mình sẽ nối với phần cần. Và phần cần này thì mình có thể rút dài được, tùy vào cái nhu cầu sử dụng. Ở đây thì mình sẽ gắn một cái pep loa hay được gọi là vòi 8 lỗ, để chút nữa thì mình sẽ test thử nước cho các bạn cùng xem. Thao tác rất là đơn giản này. Ngoài ra thì mình sẽ còn có các cái loại vòi khác nữa, vòi phun khác nữa, để phù hợp với nhu cầu của từng người. Có vòi phun 1 pep này, có vòi phun 2 pep, hoặc là vòi phun 3 pep, hay là vòi phun 8 lỗ. Nhưng tùy vào những cái nhu cầu hay mục đích sử dụng thì mọi người sẽ sử dụng các cái loại vòi phun khác nhau. Và sau đây thì mình sẽ test thử với nước nhé. Mình đang dùng cái vòi có 8 lỗ. Đầu tiên thì mọi người sẽ bật công tắc. Mình có thể chỉnh cái chiết áp kia. Và sau đó thì mình sẽ mở van nước và mình sẽ dùng thôi. Đây, như mọi người nhìn, đây là cái vòi phun 8 lỗ. Mình có thể phun thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, hoặc là phun khử khuẩn, khử trùng cho chuồng trại, hoặc là cho các cơ quan, nhà kho, xí nghiệp chẳng hạn, đều sử dụng được. Ngoài phần cần và pet đi sẵn thì mọi người có thể mua thêm đầu phun tốc độ cao turbo BA6 để phù hợp với chiếc bình này. Thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như mua hàng thì mọi người có thể liên hệ đến số hotline 024-3838-3456 hoặc là truy cập vào website maymocviet.vn. Mọi người có thể đến trực tiếp địa chỉ 258 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm để có những trải nghiệm thực tế ạ.